Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Nhật để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Để quý vị nghĩa này, quá xá web luôn, web gọi là web của web luôn ha. Đó. Đây, tứ quý để web luôn. Đó. Còn dài ở trong số phôi nhỏ nhỏ cũng để web luôn. Đó, chào Nhật. Dạ, chào anh ạ. À. Dạ, chào bà con cô bác ạ. À. Năm đầu mới thì em cũng chúc bà con vạn sự như ý, làm ăn phát tài nha. Rồi mình giới thiệu địa chỉ mình ở đây đi em. Địa chỉ của em là 29A Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Rồi, hình thức của mình ship cây hôm nay sao đây em? Hôm nay là em sẽ bao ship toàn quốc và có một số cây lớn thì em sẽ thương lượng với khách nha anh. Về cái vận chuyển phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi, mã số đầu tiên của mình là mã số 1 ha. Dạ. Nay mình giao lưu là tứ quý, toàn bộ clip này tứ quý hết ha em. Dạ, tứ quý, một cây mai vàng, một cây dạng liên tùng và một cây khế. Rồi. Dạ. Cũng nhiều loại ha. Dạ. Rồi, mã số đầu tiên số 1 tứ quý nha quý vị. Dạ, mã số đầu tiên là mã số tứ quý. Rồi, cái hoành. Hoành 26. 26. Rồi, chiều cao mình đo tới đầu tới cổ đây ha. Dạ, chiều cao 16. 16. Rồi xây đế quý vị nghe kỹ đế ha, đế cũng sổ đều ở trên ha. Rồi mã số 1 tứ quý này mình giao luôn như em. Dạ 1 triệu. Rồi mã số 1 1 triệu bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi mình xuống cây. Mã số tiếp theo số 2 quý vị, mã tứ quý luôn ha. Dạ là 1 2 tứ quý. Rồi mình cho cái hoành trước luôn ha. Dạ. Rồi báo luôn ha. Cái hoành là 35. Rồi 35 hoành. Này có cái nồi đổ sổ này cho hết luôn ha em. Dạ. Chiều cao là 29. Rồi. Cái nồi ha. Dạ, cái nồi. Nồi 132. Rồi, nồi 132. Đậu sổ thử đường kính bầu luôn đi ha. Dạ, đậu sổ là 22. Đường kính bầu khoảng nhiêu đây em? Đường kính bầu là 55. Rồi, mình xen vòng cho quý vị nghĩa cái nồi đế ha. Cây này cắt lùn được nữa nha quý vị. Đây cũng quá xá ha, quá xá đế đây ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ mã số 2 giao lưu 4 triệu 2, bao ship toàn quốc. 2, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị, mã số 3 cũng là một phôi mai tứ quý luôn ha. Dạ. Rồi, mình vô cái hoành luôn. Dạ hoành là 32. Rồi. Chiều cao là cao cái cổ tới đỉnh ha. 84. 84. Ý lộn. 66. Rồi. 66. 66. Độ sổ là 29. Rồi. Cái nồi luôn. Nồi đặt kẹo nhiêu quý vị? Rồi, nồi đặt bao nhiêu? 121. 121. Độ sổ luôn đi em. Độ sổ 32. Rồi đường kính bầu luôn. Đường kính bầu là 51. Rồi mình sẽ xây nhầm để cái ha. Củ đặc nha quý vị. Đó, đặt kẹo luôn đó. Cộng bự luôn đó. Đó. Sổ ha, cộng to ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã số 3 em giao lưu 6 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc. Rồi 6 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc. Rồi mình xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là số 4 quý vị, cũng tiếp tục là một phôi tứ quý luôn nha quý vị. Rồi mình vào cái hoành nắm nó trước ha. Dạ. Rồi hoành đo cứ báo ha. Quý vị an tâm về hoành đo nha quý vị. Hoành 44 nha quý vị. Rồi 44 hoành. Đậu sổ nữa ha. Đậu sổ tính 20 thôi. 20. Dạ. Cái này cái nồi nó khoảng nhiêu đây em? Đo đang bấm dưới đây, đo cái nồi luôn đi, ngồi cho chiều cao sao như cái gì. Đó, mình ướm cho nhẹ nhẹ ha. Rồi cái nồi nó là dạ 134. Rồi 134. Rồi xen vòng giúp anh cái đế luôn đi ha. Lát nữa lên cái chiều cao với tay cạnh trên sao như cái gì. Này đang bấm máy dưới đây ha. Đó, để đặt kẹo sổ dài dài luôn. Rồi giờ mình kéo lên ha quý vị, tay cành cũng đều hết trơn ha. Rồi sẵn đó cho thông số cao nó luôn đi Nhật. cao tới cổ ha. Dạ chiều cao là 1m12. Rồi 1m12. Rồi xoay xoay tiếp luôn đi em. Thoát thân ha. Dạ thoát thân là 35. Rồi thoát thân 35. Diện với tay cành. Đó. Được thì ra mạnh khỏe ha. Tay cành đều hết trơn ha. Mã số này số 4 ha. Tứ quý. Giao luôn nha em. Dạ mã số 4 giao lưu với giá 6,5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, xoay tiếp luôn. 6,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Các em mạnh khỏe, bao mạnh khỏe cho anh quý vị nha cô bác. Rồi quý vị thấy cái tượng nó ra vậy là quá là mạnh rồi. Cây nào cũng mạnh hết. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo số 5 quý vị cũng tiếp tục là một phôi tứ quý luôn nha quý vị. Rồi mình vô cái hoành luôn ha. Rồi đó kéo ngang qua là nhiêu đây? Dạ hoành 32. Rồi 32 hoành. Rồi thoát thân luôn. Thoát thân 25. Rồi thoát thân 25. Cục đế này cũng đặc nha quý vị. Để cộng lực ha. Còn kéo ngang ở vị trí đó là nhiêu em? Dạ 107. 107. Rồi xong đó mình cho đường kính bầu luôn đi em. Đường kính bầu là 55. Rồi 55. Rồi xây dòng đế luôn. Quý vị nghe kỹ nồi đế này ha. Cộng này, bự ha. Tứ diện hết trơn ha. Đó. Rồi mình cho cái chiều thông số chiều cao nó luôn đi Nhật. Rồi chiều cao 129. Rồi 129 hả quý vị. Đây tược nó ra rất là mạnh ha. Tay cành là quý vị nghĩa rồi xây cho quý vị nghĩa tay cành luôn ha. Đó, tay cành bỏ thân lắc đều này ha. Đế thì còn bự không nè ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 5 em vô lưu với giá là 4,2 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 4,2 triệu mã số 5 bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 6 quý vị. Dạ mã số 6 tứ quý lùng lực ha. Cụ để đặt luôn ha. Rồi vô hoành luôn. Hoành 37. Rồi 37 hoành. Cái nồi đặt nó nhiêu đây? Cái củ này củ đặt luôn nè. Dạ củ đặt. Nhiều. Củ đặt 81. Rồi 81. Mình đang vô chậu mấy vậy em? Mấy chậu 4 chậu 5 gì đây? Dạ chậu 5. Chậu 5 ha. Rồi cho cái chiều cao của cái phôi nó luôn ha. Từ cổ lên. Chiều cao là 28. Rồi xe luôn. Cắt 3 nhịp đẹp quá. Nhịp cắt ha. Cây lên tược mạnh nha quý vị, thường chậu. Rồi quý vị nồi đế luôn ha. Củ này cũng đặt dưới ha. Rồi cho luôn như đem. Dạ mã số 6 vô giá 5,5 triệu bao ship toàn quốc. Rút chậu ha. Dạ. Chứ chuyện vận chuyển nghe chậu quý vị mà đi tới xa xa cái chậu này nó cũng bể vào cái phí. Dạ. Nó cũng nặng lắm. Dạ. Này rút chậu ra bó bầu kỹ cho lại quý vị. Dạ. Rồi. Xuống cây. Mã số tiếp theo quý vị mã số 7 ha, cũng tiếp tục là một phôi tứ quý đế quý bằng Việt ha, tay cành đặt kẹo luôn ha. Rồi, cái hoành luôn. Đo ngay vị trí quấn băng keo. Đó, nhiêu em? 35 hoành anh. Rồi, 35 hoành ha. Nồi đế nha. Cái nồi này giữ à, nồi này giữ à. Nồi này hết thước dây thêm nữa 160. Rồi, hở khúc là dạ. Cộng thêm tất nữa là 160 ha. Độ sổ nó nhiêu đem? Sổ này cũng dài dữ ha. Độ sổ 40. Sổ 40. Dạ. Đó, đường kính bầu hiện tại nó là nhiêu vậy em? 72. Rồi 72 luôn ha. Thoát thân ha. Thoát thân 25. 25. Tay cành em kéo lên luôn, khỏi xây. Kéo lên là chú gì nào cho đường chiều cao nó luôn ha. Chiều cao 126. Rồi 126, tay cành đều ha, giót đọt luôn ha. Lắc thân lắc luôn. Thân lắc nhẹ nè. Đó. Rồi xuống nồi đế là xây vòng nồi đế luôn. Ghế lực bự bự không? Khích xịt luôn ha. À, mặt nào cũng vậy ha, mặt nào cũng quyết giống nhau hết trơn ha. Đặt kẹo luôn, vậy nghĩa đường thân luôn, tay cành luôn nha, giúp mình ha. Thân lắc, tay cành đặt ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ mẫu số 7 em giao lưu với giá 9 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 9 triệu quý vị bao ship toàn quốc cho quý vị luôn ha. Được cây mai là đế quýp quẹp luôn ha. Tay cành đặt kẹo dán lắc viên dán luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo mã số 8 quý vị cũng tiếp tục là một khôi tứ quý luôn ha. Đế quýp luôn. Dạ. Rồi vô hoành luôn ha. Dạ hoành là 33. Rồi hoành 33. Chiều cao của cái phôi 92 ý lộn đầu lộn mặt 59. Rồi 59. Rồi mình vô cái nồi đế em này chắc được thuần chậu thuần gì đây, thuần bồn ha. À, thêm 180. Dạ 180. Nồi đế 180. Đường kính bầu nó về sổ hay đường kính đậu sổ trước ha. Sổ 40. Rồi sổ 40 luôn. Rồi đường kính bầu luôn. Đường kính bầu là 65. Rồi 65. Rồi em xoay vòng hai vòng gì chỗ gì nghĩa kỹ cái nồi đế nha quý vị. Trực lắc nha quý vị. Trực lắc nên kéo đường thân sao ha, như cái gì nghĩa trước cái nồi đế trước đây ha. Dạ. Này, nồi đế nè. À, Nhật ôm là thiệt tình luôn mà còn hở cả khúc luôn. Rồi quý vị nghĩa cái đường thân ha. Mình đặt máy đây thiệt lâu luôn cho quý vị nghĩa kỹ đường thân, những cái nhịp cắt trên tay cành đó ha. Trực lắc. Còn tược thì quý vị mình lên ra rất là mạnh đây. Bao mạnh cho quý vị, mấy cây này rất là mạnh. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã số 8 giao lưu giá 9 triệu. Rồi, bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị mã số 9 cũng tiếp tục là một khôi tứ quý đế quýp quẹp ha. Dạ đế super vip luôn nha quý vị. Quýp luôn. Đó. Cái hoành ha. Dạ hoành là 40. 40 hoành. Này đế này xấu chắc hơn 40 ha. Rồi chiều cao của phôi đây ha. Chiều cao là 86. Có lộn nữa không đây? Ý lộn mặt nữa rồi. Chiều cao là 65 nha quý vị. Rồi 65. Nãy giờ lộn mặt mình cũng nghi lắm. Độ sổ là 50. Rồi sổ 50 luôn. Còn đây xuống đây xíu nữa nhưng mà đây, rồi tính cái gì nè. 50 đúng 50 luôn đó ha. Rồi tổng nồi luôn. Sổ 50 luôn. 50. Rồi nồi đế luôn. Nồi đế là cái bầu luôn á. Bự à. Đo gan rồi bảnh tính gan thêm nữa đi em. 2 gan nữa là 89. Rồi 1m9. Cái nồi 1m9 ha. Sổ 50 đó, ôm là hết sức luôn ha, nhiệt tình mà còn hỏi như vậy đó quý vị. Rồi, xe luôn. Đế quýp. Đặt kẹo đặt luôn. Kẹo. Đó. Này là quá đặc luôn á quý vị ơi. Chọt chỗ nào cũng đụng ghế. Đó. Kẹo luôn nè. Để ơi là rễ luôn. Cây hơn bồn nhổ ra nha quý vị. Còn nhà tay cành ở trên. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 9 em vô lưu với giá 23 triệu. Ship sao? Dạ ship bao ship toàn quốc. 23 triệu bao ship toàn quốc được một cây mai đế là quá web. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo mã số 10 quý vị ơi. Đó là một phôi mai vàng đế web quyền web luôn ha. Vàng thú luôn. Vàng thú luôn. Rồi đo hoành vị trí ngay cái vị trí này chứ có một vị trí đó thôi. Dạ 31. Rồi 31. Đó, có vàng thú có đuôi nhỏng luôn ha. Cây này nuôi bonsai ngon lắm nha quý vị. Bonsai là này là hết ý rồi ha. Chiều cao 30. Rồi 30. Giót đọt. Giót đọt 11. Thoát thân. Rồi cái này thoát thân siêu siêu. Siêu siêu à? Đó, 10 à? Cũng không có tính thoát thân chi dạ, ha. Rồi. Nhỏ ngắn. Đậu sổ 48. Rồi 48 à, có tựa hình thú ha. Có dạ, cái đuôi ở phía sau luôn. Mẫu tử cũng được. Rồi. Giống cái thú hơn. Giống thú hơn. Nhìn này giống thú hơn đó. Rồi đo thêm mấy gan nữa. Gần 200 luôn quý vị ơi. Rồi bên kia là gần 200 ha. Rồi nồi đế gần 200. Đây ốp thiệt tình luôn đó, hở hai tay nhích 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 cái gì đó. Ở đây coi khoan khoan cái Nhật. Ở đây nó có cục cuộn. Đây cục bú này, dữ dằn. Cục chản rồi đó ha. Yeah. Rồi ngồi xuống xây cái nồi đế cho quý vị mình nghĩa cái nồi đế ha. Đó, đặt kẹo luôn ha, mặt nào cũng vậy nha. Sổ gồng uống lượng không. Hàng này chơi là bộ rễ không có đụng hàng nha quý vị. Rồi xây tiếp luôn. Thêm một vòng nữa cho gì ngắm nghía kỹ ha. Đây dừng cái Nhật. Đây hai con rễ này dính nè hả, lắc lạng ha. Để lắc lạng rất là đẹp ha. Rồi xây tiếp luôn. Đó. Quá đẹp ha. Rồi giá luôn nhiêu đem? Dạ mọi số 10 em dư lưu với giá là 20 triệu. Rồi 20 triệu toàn quốc. Rồi xây tranh nửa vòng nữa đi em. 20 triệu bao ship toàn quốc. Rồi dừng ở mặt này giúp anh ha. Rồi xuống cây. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 11 phải em. Rồi mã số hình như là 11 đó ha. 11 đi. 11 anh. Rồi hình như là phôi mai vàng mình hồi nãy là mã số 10 đó. Dạ dạ. Dạng liên tùng này mã số 11 ha. Dạ dạ. Rồi em cho anh cái thông số cao trước đi, cái này cho cao trước đi Nhật. Từ mặt bầu lên luôn tới đó thì tới hết tới đỉnh chắc khoảng 1m6 nha quý vị. 1m6 quý vị ơi. Từ mặt chậu lên ha. Dạ. Lên tới cái đỉnh thì khoảng 1m6. Rồi từ từ. Đây. À, cái đỉnh ở đây ha, dặn tùng này cũng đã vô nhôm kéo cũng chỉnh sửa cũng hoàn thiện, tay cành có hết rồi quý vị ơi, thành phẩm bẻ sẵn hết rồi ha. Đó. Này có cái miếng tử ha. Dạ, mẫu tử trên lưng nè, đẹp quá nè ha. Này dáng cũng rồi đem đo cũng tự hình thú, lưng có nhánh tử ha. Dạ. Này mình đo hoành. Em đâu hoành eo đây trước. Hoành eo kéo ngang đó nha. Dạ. 52. Rồi 52. Rồi em đo luôn nguyên cái mình con thú này hết coi. Dạ. Mình con thú luôn. Mình thôi. Rồi đó mình ngang đó. 83. Rồi 83. Hiện tại vì cái chậu mình đang sử dụng chắc chậu 6 chậu 7 gì đây em? Dạ chậu lo thử đây. 65 lọt lòng. Lọt lần 65 vậy là tính luôn ngoài phủ bì, ngoài là chắc là chậu 70 đi ha. Dạ. Rồi xây dòng đế luôn. Thường chậu thành phẩm về chơi luôn quý vị ơi. Đó, đế đặt kẹo luôn. Thôi diện nghĩa đế trước đi ha. Đó, đây là giáp vòng nè. Mình khuyến mãi vòng nữa đi em. Dạ. Vòng nữa ha. Có nhánh tử nè. Nhánh tử thì tay cành của nhánh tử bẻ nè. Đó, cũng đẹp hết trơn đó ha. Tùng trái nha quý vị. Dạ tùng mà có trái nè anh. Quay trái. Đây. Đây. Đây nè. Đây. Dạ quá trời. Rồi xây tranh vòng ở đoạn dưới đây nữa ha, vì cái đường thân với nhánh tử ha, có giọng chữ C nữa, vòng lắc đó. Dạ luôn nhiêu em? Dạ cây mã số 11 này em vô lưu với giá là 10 triệu phí ship thương lượng. Rồi ship thương lượng ha, 10 triệu là mình thương lượng ha. Dạ. Lượng phần phí ship nữa. Coi giao cho quý vị với đó, với ở gần hay là ở xa xa xíu thì nói chung quý vị thích mình cứ alo đi quý vị. Dạ. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là một phôi số 12. À, mã số 12 ha. Một phôi khế tựa hình thú luôn. Quý vị nghĩa ha, có hai chân ha, chòm trước ha, có mình có đuôi sau luôn đó quý vị. À, rồi, chòm cái hoành ha. Rồi cứ báo đi nha em. Dạ cái hoành 85. Hoành 85. Rồi em cho anh cái chiều cao của cái phôi nó nhiêu em? Chiều cao là 47. Rồi 47, hoành 85. Chiều dài của dài bệ đặc là 130. Rồi 130. Ở trong bệ đặc lắm quý vị, đo cái bệ đặc luôn nha. Dạ. Bệ đặc là bằng chiều dài của cái bầu, bằng cái bầu luôn rồi đó. À, quý vị nghe kỹ ha. Này khế này chắc khế chua hay em? Dạ khế chua. Khế chua ăn khế tá vàng không quý vị ơi. À, vậy nghe kỹ cái mặt này nha. Mấy anh đi vô. À. Như con thú coi mỏ chòm hai chân nè, coi cổ luôn ha. À. Rồi mình đi vòng quanh kia nha quý vị, nghe kỹ ha, vòng qua đó này có cổ nè, ngóc cái đầu này, hai chân chòm nè, đó, có cái mình luôn ha, cái mình đó nè. Ừ. Cái đuôi sao, cái đuôi sao luôn ha. Còn cái bệ hồi nãy Nhật đo ở bên đây là cái bệ đặc này đi, bệ đặc nãy đo mét 32, mét 32 đâu quý, tới mét 3 thôi, máy mình đi tới đây là hết vòng vô trong được rồi nha quý vị. Đó, rất là đặc ha, bệ đặc hết sức luôn, kẹo keo luôn nè. Cho anh cái chiều dài của cái khúc đặt mình cho cái mình chỗ này Nhật, từ mất khúc này thôi, chiều dài của mình thú á, ừ, từ đó kéo ra tới cái hết cái đuôi luôn nhiêu. Vậy là 53. Rồi 53 luôn quý vị ha. Từ đây về lại đây là 1 mét. Rồi đặt bộ là 1m3 mấy. Dài tới đây 1m32. Rồi. Đuôi bấu xuống đây cũng đặt ngay đây luôn ha quý vị nè. Đuôi đàng hoàng ha. Hết sức cái mình luôn ha. Rồi, mình là giao lưu chắc cả hết sao đây em? Dạ cây 12 em giao lưu với giá là 12 triệu. Phí ship thương lượng. 12 triệu phí ship thương lượng ha. Mấy cây này nuôi lên tiềm năng lắm nha quý vị. Rồi. Mặt đây thôi mình không có. Rồi hết rồi em. Dạ hết rồi. Hết rồi quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì quý vị trong quá trình xem quý vị thích mã số nào cứ alo em Nhật nha quý vị. Số điện thoại của em Nhật mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip. Sao